Được cái tủ hai nhà tiếp ha. Tủ hai nhà này thì mình sẽ nói về cái vận hành cái công tắc này, chúng ta hay nhầm những cái tủ giống cái tủ trước, nhưng mà cái công tắc ưu tiên này nha, chúng ta nhớ những cái chế độ này, những cái chế độ này là chạy tay van này, chạy tay van này là mình để mở hết nha. Còn chạy cái chế độ bơm á, chạy tay này, đấy, chạy tay là hướng này là đóng cho con bơm hướng hướng bên này. Đấy, đóng tức là nó đóng bên này, nó lấy đóng một con bơm thôi nhưng mà nó lấy nguồn của nhà bên này nè. Nếu mà bật bên đây á thì nó lấy nguồn của nhà một nè. Còn mà đấy nếu bật qua bên đây á, lấy nguồn của nhà hai. Đấy là ở chế độ tay nhá, tay tay nè. Còn mà để auto, thì chúng ta cứ để auto hết cho mình ha. Đây, auto thì thằng này để giữa nè, thằng này để vị trí auto nè, van một van hai auto hết ha. Thì khi mà van hai thì nước cạn nè. Cạn thì nó sẽ đầu tiên nó sẽ mở phao này, mở van rồi bật bơm ha. Đầy thì nó sẽ tắt bơm trước rồi mới đóng van đấy, cái nguyên lý. Còn cái đấy là cái ba cái công tắc này ha, ba công tắc với mấy cái đèn báo này, đèn phao này, phao một phao hai này, van một van hai này, bơm bơm này ha. Tức là bơm ở đây nó chỉ có một con bơm thôi, nhưng mà nó bơm này là lấy nguồn của nhà thứ nhất này, bơm này lấy nguồn của nhà thứ hai, nó đang chạy theo cái đường nguồn đó ha. Bên này là cái đường nguồn riêng, bên này đường nguồn riêng. Với lại mình bật bên này á, bật bên này là mình đang lấy cái nguồn của cái thằng bên này ha. Đấy, mà giả sử cái trường hợp cái trường hợp nó mất điện đi, cái trường hợp nó mất điện là nó mất một cái nguồn đó. Mình cúp một cái CB đi ha. Đấy, giả sử nó mất cái nguồn đi thì khi đó mình sẽ phải lấy cái bật qua cái chế độ này, tức là cái công tắc này là cái công tắc mình chọn để mình lấy cái nguồn nào để mình đi điều khiển đó. Để nó mất cái nó rơi cái kia này. Mình tạm dừng ở đâu ta. Rồi. Thì cái này là mình có thể lựa chọn được cái nguồn để xài ha. Ví dụ bây giờ mình đang mất điện ở cái nguồn bên này thì mình sẽ lấy cái nguồn bên này mình vẫn xài được ha. Ví dụ mình muốn vẫn bật van van bên này thì nó không chạy đâu, tại vì nó lấy nguồn bên này mất rồi. Nhưng mà cái nhà bên này vẫn chạy tay được ha. Bên này vẫn chạy tay được ha. Nhưng mà bên này thì chạy nó không có, tại vì nó không có điện nữa ha. Cho dù mình có bật tay qua thì nó cũng không chạy được, tại vì nó không có điện. Tại vì đấy là cái trường hợp mất điện, nhà bên này mất điện thì mình có thể chế luân phiên, tức là mình đổi nguồn thoải mái được, mình không phụ thuộc vào cái đường nguồn nhà nào cũng được hết ha. Cho nên là cái tính năng mà mình chọn cái nguồn ưu tiên nó vậy ha. Còn giả sử cái thằng nguồn nhà mất thì mình lại chuyển qua về bên này, mình lại chạy cái đường nguồn bên này, lấy cái đường nguồn bên này mình chạy ha. Còn mà nếu bình thường nó có nguồn hai nguồn thì mình để bên nào cũng được đấy, không có vấn đề gì hết. Đấy là cái công tắc chọn nguồn này, tức là công tắc chọn này là công tắc mình có thể ưu tiên mình chọn cái nguồn nào, cái nguồn để cấp cho cái bộ điều khiển đó, cái nguồn mà nó nuôi cái nguồn 24V này nè ha. Thì cái nguồn 24V này mình có thể lựa chọn được cái nguồn này hoặc lựa chọn cái nguồn nhà này để mình đi điều khiển đấy. Đấy, như vậy thôi. Đó, là cái công tắc này là như vậy.